Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đó. Thì video hôm nay em lại đem đến cho các bác một bộ tam sư đỉnh hạc với họa tiết song long chầu nguyệt. Thì tam sư ở đây là một bộ gồm 3 món, bởi vì tam tức là số 3. Theo tiếng Việt của ta thì tam là số 3 và tam là phong thủy, là đem đến sự tài lộc. Nên là cũng rất nhiều bác là mình sẽ thích thờ tam sư. Thay vì ngũ sư thì nó sẽ có giá trị cao hơn và phong thủy cao hơn, nhưng mà mức giá sẽ cao hơn. Nên là cũng có một số bác là mình cũng thích thờ tam sư, nhưng mà ý nghĩa đem lại của tam sư cũng rất là lớn. Thì một số video ý nghĩa em cũng có đăng trên YouTube của em, thì các bác hãy xem lại. Còn bây giờ em sẽ cho các bác xem chi tiết hơn về sản phẩm bên em. Đây, trước tiên các bác sẽ xem con nghê. Đây là con nghê ngậm ngọc và vờn cầu. Miệng ngậm ngọc và chân đang vờn dây cầu. Đây là cầu và đây là dây nha các bác, dây cầu. Đây, từng đường vân họa tiết bên em này được đục rất là đẹp, rất là sắc nét, các bác có thể nhìn rõ này. Và để hỏng ở đây là để cho các bác có thể xông trầm được những ngày Tết. Đây, các bác sẽ thấy những cái lỗ hổng, khi những ngày Tết các bác xông trầm thì nó sẽ bay tỏa hương ra khỏi những cái lỗ trên cái họa tiết này. Thì các bác xem bên trong này, thì cái đỉnh này là cao 50 cm. Đây, em giới thiệu là cao 50 cm, là tính từ chân đỉnh cho đến nắp nghê là 50 cm. Ngoài ra là bên em có những bộ từ 40 cho đến 70. Thì tùy theo kích thước bàn thờ của các bác thì em sẽ tư vấn kỹ càng cho các bác hơn. Còn kế đến là các bác sẽ xem tai mây này. Tất cả đều đục xuống rất là đẹp. Và những cái đen đen này là bên em là đục đấy, bên em là mới lấy ra phôi luôn đấy, các bác thấy không? Đang dính trên tay em này. Đấy, mới lấy ra phôi là em sẽ quay cho các bác xem cận cảnh luôn. Thì hàng mới lấy ra là đây là hàng trực tiếp để xưởng em. Và sau khi làm ra là em đang để nguyên những cái dính đất cát của cái phôi đúc, em để nguyên cho các bác nhìn luôn. Còn đây là ba chữ Phúc Lộc Thọ. Và chính giữa trung tâm của bộ đỉnh chính là hoa văn song long chầu nguyệt. Ở chính giữa là mặt nguyệt âm dương, tương trưng như là mặt trời và mặt trăng vậy các bác. Đây, âm dương và xung quanh là đang ánh lửa. Còn hai bên là hình ảnh có hai con rồng. Các bác nhìn họa tiết rồng này. Đấy, từ răng rồng đến vảy rồng. Là các thợ lành nghề bên em là chạm khắc rất là đẹp. Chân lần cũng có họa tiết luôn ạ. Đấy, xuống chân đế cũng những họa tiết rất là đẹp. Các bác cùng xem qua con hạc này. Hạc ngậm sen và đứng trên lưng rùa. Đây, họa tiết mắt các bác nhìn này, từ mắt cho đến lông mi rất là đẹp luôn nhá. Đấy, họa tiết từng đường lông của nó này. Đây, các bác xem này, rùa này. Những cái sản phẩm bên em, những thợ lành nghề với tay nghề là đã 15-20 năm, nên là họ đục rất là đẹp. Và ngoài ra thì bộ tam sư thì sẽ gồm có tam sư hạc và tam sư nến. Thì bác nào thích bộ tam sư nào các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569, hoặc các bác để lại số điện thoại ở bên dưới, em sẽ liên hệ và tư vấn cho các bác một bộ phù hợp với bàn thờ nhà các bác nhất. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.